Tiếp theo là em Phạm Quang Minh, học sinh năm thứ 3 hệ VSM. Quang Minh hiện nay là học sinh lớp 7 trong một cơ sở giảng võ. Quang Minh đã hoàn thành chương trình 2 năm trong vòng 9 tháng. Sau đây, Quang Minh sẽ được trình bày 2 bài. Bài thứ nhất, Spanish Serenade của Joseph Ferrer. Bài thứ hai, Menuet của Christian Petzold. Mời Quang Minh.